Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn. Chương 2991. Vạn Hành Vân khẽ hét lên một tiếng, đồng thời đánh ra một luồng sương mù bạc. Anh ta thân là bác sĩ thần y sư, đã sớm hiểu ra huyệt huyền bí trong thế giới nhỏ. Huyệt khiếu toàn thân mở ra hấp thu toàn bộ luồng sương mù bạc. Hơi thở liên tiếp của anh ta tăng vọt, trên trán gân xanh, hiện ra nhìn rất là dữ tợn. Đây là ngân xa vụ luyện ra từ trong cổ ma hà. Tuy rằng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng được tiềm năng và thực lực, nhưng tác dụng phụ rất lớn, sẽ lâm vào một thời kỳ suy yếu rất dài. Diệp Phạm thất thanh nói, đây đã là liều mạng rồi. Ba người khác thấy thế, cũng không dám do dự. Hợp nhất tuốt trường đao ra khỏi vỏ, một đạo ánh đạo trải dài khắp trời cao, vô cùng lóa mắt. Trầm Phi Du đã tác động tới dòng chảy phía dưới N cổ ma hà ngược dòng mà lên, chỉ thẳng vào Chu Tước Thần Quân. Mà Phong Tử Chu còn lại là tế ra một thuyền cổ bằng đồng thau rách nát xông qua phía Chu Tước Thần Quân. Các loại tiếng vang vang lên trong không trung, phía dưới mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn cuộc chiến đấu trên trời cao liền lâm vào một loại trạng thái thất thần, không nói nên lời. Đây là thủ đoạn của thần quân thật sự sao? Cổ ma hà khủng khiếp như vậy, Trầm Phi Du có thể gợi ra một tia uy năng. Nhưng một đao hợp nhất còn càng khủng khiếp, dường như ánh có thể chiếu sáng lên bóng tối, chém hết tất cả. Sau khi Vạn Hành Vân hấp thu sương mù bạc mỗi một đòn cũng vô cùng mạnh mẽ và không thua kém gì Phong Tử Chu. Nhưng so sánh thì uy thế Chu Tước Thần Quân khủng khiếp hơn. Thân thể ông ta bị ngọn lửa vô tận quấn quanh, phía sau một đầu Chu Tước không ngừng phát ra kêu to chặn lại từng thế tấn công của vài vị thần quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. So sánh với những người này thì thủ đoạn của đám người Minh Thần Quân trước đó có vẻ chỉ như chơi trò chơi. Sau khi Chu Tước Thần Quân xuất hiện, Đường Tuấn cũng đã tự mình mở được phong ấn hư không đại thủ ấn. Lúc này, anh nhìn rõ cuộc chiến đấu trên trời cao, hơi nhíu mày và có chút lo lắng. Truy Điện Thần Quân thấp giọng nói, Chu Tước Thần Quân đã rơi vào cuộc chiến khó khăn rồi. Đường Tuấn không trả lời, anh cũng đại khái cũng có thể nhìn ra. Đối mặt sự vây giết của ngũ đại thần quân cấp cao thủ thì cho dù thực lực của Chu Tước Thần Quân có khủng khiếp như thế nào thì cũng khó ứng phó. Mà nhân tố chủ yếu tạo thành cục diện một mặt này là Vạn Hành Vân. Sau khi anh ta hấp thu sương mù bạc, khí chất cả người thay đổi. Tuy rằng số lần ra tay không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đều có thể lựa chọn thời khắc mà Chu Tước Thần Quân mệt mỏi nhất để ứng, nơi công kích cũng cực kỳ xảo quyệt. Không hổ là bác sĩ thần, trong lòng Đường Tuấn thở dài. Đúng là bởi vì Vạn Hành Vân là bác sĩ thần nên sự nhận thức đối với những nơi bí mật cơ thể con người đã đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ. Có thể cảm nhận rõ ràng được khi nào hơi thở Chu Tước Thần Quân không tốt, thông qua một chút rung từ cơ bắp có thể biết ông ta ra chiêu kế tiếp. Đường Tuấn cũng có thể làm được điều này, những cuộc chiến đấu giữa thần quân xảy ra quá nhanh, có thể dùng điện, ánh sáng, lửa và đá để hình dung. Tư duy của anh không có cách nào đuổi kịp cũng chính là tinh thần lực còn chưa đủ mạnh mẽ. Cứ tiếp tục như vậy, rất có thể Chu Tước Thần Quân thật sự sẽ phải chết ở đây. Trong lòng Đường Tuấn hơi trầm xuống. Truy Điện Thần Quân, anh có thể đưa tôi lên đó không? Đường Tuấn bỗng nhiên nói. Âm thanh anh nói tuy nhỏ nhưng lại bị mọi người nghe được, trong lúc nhất thời tất cả đều sững sờ. Chương 2992. Truy Điện Thần Quân không thể tin được nói, tu vi bây giờ của anh bị phong ấn. Tu vi của anh bây giờ bị phong ấn, phía trên vẫn còn dư âm của cuộc chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết anh. Bác sĩ Đường, ở chỗ này quan sát là được rồi. Mộ Thanh cũng nắm lấy cánh tay Đường Tuấn, lo lắng nói, anh Dược, anh vẫn nên ở lại đây đi. Đến bây giờ, cô ấy vẫn gọi Đường Tuấn là, anh Dược. Tu La Thần Tử cười lạnh nói, dù sao, chết ở trong dư âm của thần quân giao thủ còn tốt hơn so với chết ở trong thiên ngục. Thủy Miểu Miểu nói, nếu anh muốn đi chịu chết, chúng tôi cũng không ngăn cản. Nhưng trước khi đi, hãy giao hai loại y thuật ra. Nếu không đừng hòng rời khỏi đây. Lời nói này trúng tâm tư của mọi người. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Đường Tuấn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Đường Tuấn không nhìn họ, mà tiếp tục nhìn Truy Điện Thần Quân. Trong ánh mắt anh mang theo một tia cầu khẩn. Mặc dù phong ấn trong cơ thể anh đã được cởi bỏ, nhưng đừng nói tới gần cuộc chiến đấu của thần quân, chỉ sợ những người của Vạn Tiên Hội liên thủ là có thể ngăn cản anh. Nhưng nếu Truy Điện Thần Quân đồng ý hỗ trợ, những thứ này đều trở nên không đáng kể. Truy Điện Thần Quân thở dài, nói, được rồi, tôi giúp anh việc này. Tôi cũng muốn giúp anh Dược. Mộ Thanh kéo cánh tay Đường Tuấn. Thấy vậy, Đường Tuấn đành phải gật đầu.
Truy điện thần quân, anh dám. Đám người tu la thần tử quát lên. Truy điện thần quân cười lạnh, nói, mặc dù mấy người là thần tử, nhưng cũng không phải thần quân, không có tư cách chất vấn tôi. Dứt lời, anh đánh ra một đạo pháp lực, bao vây Đường Tuấn và Mộ Thanh, bay lên không trung. Đám người tu la thần tử tuy rằng ra tay, nhưng truy điện thần quân chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, những công kích kia đều tiêu tan không còn gì. Mọi người nhìn về phía Đạo Nhất và Ngao Vấn Thiên, chỉ cần hai người họ đồng ý xuất thủ, chắc chắn là có thể giữ truy điện thần quân lại. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Ngao Vấn Thiên lại rất dứt khoát nhắm mắt lại, làm như không thấy gì. Mà Đạo Nhất thần tử ngước nhìn Mộ Thanh ở trên không trung đang dần dần đi xa, cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Khi truy điện thần quân mang theo hai người Đường Tuấn và Mộ Thanh bay lên trời cao, đám người Minh thần quân vô cùng tức giận, quát lớn, truy điện, anh muốn làm gì? Trong mắt Hổ Bạch Mộng càng hiện ra sát ý lạnh lẽo. Đối mặt với nhiều người thần quân khí tức áp chế, sắc mặt truy điện thần quân trở nên trắng bệch, thân thể khẽ run rẩy. Hơn 10 vị thần quân ở đây, ngoại trừ tốc độ ra, có thể xem anh ta thuộc mấy người đứng cuối bảng. Chương 2993. Các thần quân cần gì phải tức giận, tu vi của tôi hiện giờ bị phong ấn. Nhưng chỉ là vẫn muốn tới gần nhìn Chu Tước thần quân trong truyền thuyết một chút. Đường Tuấn cười cười nói. Anh đã bước đầu nắm giữ pháp môn hư không đại thủ ấn, lúc nào cũng có thể cởi bỏ. Anh cũng có thể phong ấn tu vi bất cứ lúc nào. Vì vậy, ở trước mặt những thần quân này, không sợ lộ. Ngao Nguyên cười cười, nói. Nói cũng đúng, anh cũng không phải thần quân, có thể hiểu được bao nhiêu về cấp bậc chiến đấu của Chu Tước thần quân chứ. Minh thần quân vốn dĩ còn đang tức giận, nhưng sau khi Đường Tuấn nói ra những lời này, anh ta lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Trong mắt anh ta, Đường Tuấn không lâu nữa sẽ chết, hơn nữa nguyên nhân rất lớn vẫn là vì mình. Đối đãi với người sắp chết, ngay cả Minh thần quân cũng không nhịn được, trong lòng động một tia trắc ẩn. Giọng điệu của anh ta hơi chậm lại, nói, được. Nhưng anh chỉ được đứng ở đó nhìn, không được làm chuyện khác. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Ngao Nguyên và Minh thần quân đã gật đầu đồng ý, những thần quân khác cho dù trong đầu còn ý nghĩ khác, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý theo. Tu vi Chu Tước thần quân vô cùng đáng sợ, chỉ cách cảnh giới tôn giả không xa. Một đám thần quân không chú ý đến Đường Tuấn nữa, dù sao Đường Tuấn cũng như thịt trên bàn, chạy không thoát. Hơn nữa Chu Tước thần quân chiến đấu với 5 vị thần quân làm cho họ cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể từ việc quan sát chiến đấu mà lĩnh ngộ ra một vài thứ, thì có trợ giúp rất lớn với quá trình tu hành của họ. Chu Tước thần quân chính là có danh tiếng vô địch dưới cảnh giới tôn giả. Nghe nói như vậy, một đám thần quân đều khẽ gật đầu. Vẻ mặt Minh thần quân lạnh lẽo, nói có lẽ lần này Chu Tước thần quân phải nói rõ ở đây. Nếu chỉ là Bạch Long thần quân liên thủ với 4 vị thần quân, có lẽ không tính là gì. Nhưng Vạn Hành Vân che giấu quá kỹ, y đạo của anh ta dĩ nhiên đạt tới loại cảnh giới mà quỷ thần không lường trước được, mang đến áp lực lớn cho Chu Tước thần quân. Y đạo phối hợp với tu hành, chắc chắn có thể phát ra tác dụng vô cùng đáng sợ. Thật sự khiến người ta thán phục mà. Mấy thần quân cảm thấy, chỗ đáng sợ của bác sĩ thần chính là ở chỗ này. Chu Tước thần quân, sau 3 hơi thở hợp nhất đao sẽ xuất đao. Đúng lúc này, một giọng nói không lớn, nhàn nhạt vang lên. Mọi người nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh, đồng loạt trợn mắt nhìn. Minh thần quân giận dữ mắng, Đường Tuấn, vừa rồi tôi nói cái gì? Anh chỉ được nhìn, ai bảo anh nói lung tung, chỉ có chút cảnh giới như anh thì không có năng lực để bình luận thần quân. Nhưng anh ta vừa mới nói xong những lời này, một đạo đao ánh sáng ngọc rực rỡ phóng ra khiến mấy vị thần quân đều nheo mắt lại. Hợp nhất đao thật sự xuất đao. Một đao này mạnh và đáng sợ hơn rất nhiều đao nào anh ta xuất ra. Khoảng cách mà Đường Tuấn nói chính xác là 3 hơi thở. Chương 2994. Chu Tước thần quân nghe Đường Tuấn nói vậy, tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng vẫn hơi phòng bị một chút. Mà lần phòng bị này đã ngăn cản được một đao cường đại đến bất ngờ này. Nếu không, một đao này đủ để làm anh bị thương. Đám người Minh thần quân giật mình, họ nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt nghi ngờ, là trùng hợp sao? Hợp nhất đao sau bao lâu thì xuất đao, ngay cả họ cũng nhìn không rõ. Nhưng một tên nhãi mới động hư cảnh sơ kỳ lại có thể nhìn thấu. Trong sân, ánh mắt hợp nhất đao nhìn Đường Tuấn bạo phát ra sát ý. Vừa rồi, một đao kia anh ta đã chuẩn bị từ lâu, chỉ cần đến Chu Tước thần quân bị thương, họ có thể chiến đấu thoải mái hơn rất nhiều.
nhưng bởi vì Đường Tuấn nói câu đó khiến cho đạo này thất bại. Làm sao anh ta không ghét anh cho được? Trong lòng Vạn Hành Vân hồi hộp, anh ta thầm nghĩ, không thể chứ. Người tu hành chỉ cần xuất chiêu, nhất định sẽ dẫn động lực huyệt khiếu. Chiêu thức càng mạnh, càng nhiều huyệt khiếu bị dẫn động. Một số bác sĩ giỏi có thể nắm bắt được quy luật vận động của huyệt khiếu, do đó sẽ đưa ra một số phán đoán. Nhưng muốn đạt tới loại cảnh giới này, cần có tu vi nhất định, ít nhất phải đạt cảnh giới thần quân. Nói cách khác, chỉ bác sĩ thần mới có thể làm được. Mà bây giờ Đường Tuấn mới động hư cảnh, nếu như có thể phán đoán được được vậy thì thật sự quá đáng sợ. Đường Tuấn lại làm như không nhìn thấy biểu tình trên mặt của mọi người. Hôm nay dù thế nào, anh cũng phải nghĩ cách để Chu Tước thần quân sống sót, nếu không anh cũng phải chết. Anh bây chưa tuy chưa đạt cảnh giới bác sĩ thần, nhưng vẫn có thể ngẫu nhiên nhìn ra một hai chiêu. Sau hai hơi thở, phong tử Chu thần quân sẽ thúc giục pháp bảo bộc, phát tuyệt chiêu. Một lát sau, Đường Tuấn lại nói. Lần này không ai dám quát Đường Tuấn nữa, mà là không chớp mắt nhìn động tác của phong tử Chu giữa sân. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, trán phong tử Chu bỗng nhiên chảy nhiều mồ hôi. Đúng là anh ta định thúc giục pháp bảo bộc, nhưng lại bị Đường Tuấn vạch trần, anh ta không biết có nên ra tay hay không. Nhưng do dự một lúc như vậy khiến pháp lực anh ta tích góp lâu không kịp bộc phát ra ngoài, khiến xảy ra bạo động ở trong huyệt khiếu. Chương 2995, cậu có thể rời đi trước. Ầm, ầm, ầm. Thanh âm vô cùng trầm thấp vang lên trong cơ thể phong tử Chu. Sắc mặt phong tử Chu không ngừng biến hóa, vô cùng khó coi. Cuối cùng sắc mặt anh ta bỗng nhiên trắng bệch, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Anh ta xếp thứ 20 trong bảng xếp hạng thần quân, nhưng lại vì một câu nói của Đường Tuấn mà bị thương. Trong mắt phong tử Chu phát ra lửa giận, anh ta giận dữ nhìn Đường Tuấn, quát nhóc con, cậu dám làm hại tôi. Mấy người Minh thần quân, Vạn Hành Vân đều nhìn Đường Tuấn bằng đôi mắt kinh hãi. Tuy rằng phong tử Chu không có thúc giục pháp bảo bộc, nhưng họ cũng đoán được nguyên nhân. Tất nhiên là vì bị lời nói của Đường Tuấn vạch trần, phong tử Chu do dự nên bị pháp lực bạo động làm bị thương. Vạn Hành Vân, phải giết anh ta trước, nếu không hôm nay chúng ta sẽ thất bại. Trầm Phi Du quát. Cô ta trở nên cẩn thận hơn. Đường Tuấn chỉ nói hai câu, câu đầu tiên khiến một chiêu mà hợp nhất đao tích góp lâu bị thất bại, câu thứ hai khiến phong tử Chu bị thương. Điều này khiến cô ta vô cùng kiêng dè. Cô được Vạn Hành Vân mời đến, cũng không muốn chết một cách vô duyên vô cớ ở chỗ này. Không cần Trầm Phi Du nhắc nhở, trong lòng Vạn Hành Vân cũng sinh ra sát ý với Đường Tuấn. Đang lúc anh ta chuẩn bị ra tay giết Đường Tuấn trước, Chu Tước thần quân cười rộ lên, nói, ha ha ha, mấy lão già các anh thành danh nhiều năm như vậy, vậy mà lại bắt nạt một tên nhóc. Chu Tước tôi nhìn không nổi nữa rồi. Dứt lời, con chim Chu Tước phía sau Chu Tước thần quân phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Nó vỗ cánh bay về phía của Vạn Hành Vân. Một ngọn lửa lớn tràn ngập không trung, bao phủ 5 người Vạn Hành Vân. Vốn dĩ Chu Tước thần quân bị 5 người bao vây, chuẩn bị ngã xuống. Nhưng Đường Tuấn thuận miệng nói hai câu đã giúp ông thay đổi cục diện này, làm cho Chu Tước thần quân nghịch chuyển bất lợi, thậm chí còn khiến phong tử Chu bị thương phát động công kích. Chu Tước thần quân chấp động, đi tới trước mặt Đường Tuấn trong nháy mắt. Ông ta cười nói, cậu xuất sắc hơn nhiều so với trong suy nghĩ của tôi đấy. Hôm nay nếu không có Đường Tuấn, ông ta sẽ lành ít dữ nhiều. Vẻ mặt của Truy Điện thần quân trở nên cứng ngắc, không biết nên làm thế nào cho phải. Đối mặt với cấp bậc cường giả như Chu Tước thần quân, anh ta như người qua đường vậy, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Chu Tước thần quân nói, Truy Điện, không có việc của cậu nữa rồi. Cậu có thể rời đi trước. Truy Điện thần quân nhìn Đường Tuấn, thấy Đường Tuấn khẽ gật đầu, anh ta mới khom người hành lễ với Chu Tước thần quân, sau đó rời đi. Chu Tước thần quân nhìn về phía Mộ Thanh cắn môi, vẻ mặt kiên định. Chu Tước thần quân thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa. Vụt, 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 vụt. 5 bóng người từ trong biển lửa của chim Chu Tước bay ra, ngoại trừ 3 người Bạch Long thần quân, Hợp Nhất Đao và Trầm Phi Du bình yên vô sự ra thì khí tức của Vạn Hành Vân và Phong Tử Chu đều xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, khóe miệng hai người đều lộ ra vết máu. Chương 2996 tôi sẽ giết chết anh. 5 người đứng chung một chỗ, nhưng không tiếp tục ra tay. Bởi vì Đường Tuấn xuất hiện, khiến cho kế hoạch chém giết lần này của họ thất bại. Hiện giờ hai người bị thương,
Chu Tước Thần Quân lại có Đường Tuấn là người giúp đỡ khiến họ kiêng dè. Mấy người cũng đã không có ý định ra tay nữa. Vẻ mặt Vạn Hành Vân không cam lòng, ánh mắt chứa oán hận nồng đậm. Chu Tước, ông đáng chết. Vạn Hành Vân oán độc nói. Chu Tước Thần Quân cười lạnh, nói Chu Tước tôi đã giết rất nhiều người, Vạn Hành Vân anh thì coi là cái gì chứ? Hôm nay nếu không có bốn người kia, tôi sẽ giết anh. Bạch Long Thần Quân nói, Vạn Hành Vân, chúng tôi đã đồng ý làm theo kế hoạch của anh. Nhưng bây giờ chúng tôi sẽ không ra tay nữa. Ba người còn lại cũng gật gật đầu. Vạn Hành Vân cũng không biết nói cái gì, trở thành thần quân là việc không dễ, vì thế, không ai nguyện ý liều chết vì anh ta. Bạch Long Thần Quân nhìn về phía Đường Tuấn, cười nói, không thể tưởng được trái đất lại có người đạt đến trình độ này. Loại thiên tài như cậu xuất hiện thật sự làm tôi khiếp sợ. Giọng nói của Bạch Long Thần Quân không lớn, trong câu nói còn hàm chứa thái độ không nói nên lời. Không khí đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Mọi người nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Anh ta đến từ trái đất sao? Vạn Hành Vân lạnh lùng nói, tàn dư của thiên khí chi địa có thể đạt tới trình độ này, đúng là nằm ngoài dự liệu của tôi. Chu Tước Thần Quân, ông còn muốn lặp lại vết xe đổ sao? Anh Dược, Mộ Thanh nhìn Đường Tuấn, giọng nói run rẩy. Đường Tuấn nhíu mày, nói tôi là Đường Tuấn, đến từ trái đất. Bạch Long Thần Quân giọng hơi lạnh, nói, lúc trước người nhìn trộm tôi quả nhiên là cậu. Chu Tước, lúc ấy chắc chắn là ông giúp cậu ta xóa bỏ dấu vết không gian phải không? Chu Tước Thần Quân cười nhạt một tiếng, không phủ nhận. Đường Tuấn nhìn Bạch Long Thần Quân, trầm giọng nói, Bạch Long Thần Quân, anh đã từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay chưa? Bạch Long Thần Quân châm chọc cười, nói, hôm nay, chẳng lẽ bây giờ cậu có thể giết tôi sao? Nếu như không có Chu Tước bảo vệ, hôm nay nhất định cậu phải chết. Đường Tuấn trầm giọng nói, Bạch Long, sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ giết chết anh. Bạch Long Thần Quân cười khinh bỉ. Anh ta nhìn đám người Minh Thần Quân, nói thân phận của cậu ta, tôi đã nói cho các anh biết, tiếp theo xử lý như thế nào, tùy vào các anh. Nói xong, Bạch Long Thần Quân rời đi. Chương 2997, đây là thần triều Chu Tước sao? Hổ Bạch Mộng gào lên một tiếng thảm thiết, nói Chu Tước Thần Quân, tộc tôn giả chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ giết chết ông. Một mảnh ánh sáng trắng bạo phát, Hổ Bạch Mộng biến mất không thấy nữa. Chu Tước Thần Quân lắc đầu, nói, hổ tộc quả nhiên không dễ giết. Ánh mắt ông ta lướt qua mấy vị thần quân khác, nói còn có ai muốn ra tay nữa không? Không ai dám trả lời. Tinh thần chi tâm đã bị Chu Tước Thần Quân chiếm được, phần lớn thần quân ở lại cảm thấy không có ý nghĩa gì nữa thì dẫn hậu bối trong tộc lục tục rời đi. Minh Thần Quân muốn dẫn đạo nhất đi, ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, nói cậu đến từ thiên khí chi địa, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có một trận chiến. Lúc đó, tôi sẽ giết cậu. Ánh mắt Chu Tước Thần Quân đông lại, Minh Thần Quân nói xong mới vội vàng bảo vệ đạo nhất ở phía sau, quát Chu Tước, ông muốn tôn giả tức giận sao? Chu Tước Thần Quân nói với Đường Tuấn, cậu có muốn tôi giết anh ta bây giờ không? Đường Tuấn nhìn chằm chằm Minh Thần Quân nói, không cần, tôi muốn tự tay chém chết anh ta. Chu Tước Thần Quân do dự một chút, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Minh Thần Quân lúc này mới mang theo đạo nhất thần tử vội vã rời đi. Đợi đến khi tất cả mọi người rời đi, Chu Tước Thần Quân mới trịnh trọng nói, vừa rồi cậu nên để tôi giết chết đạo nhất. Thân phận của anh ta rất tài giỏi. Tôi nghĩ, mấy vị tôn giả sẽ liên thủ bồi dưỡng ra một thiên kiêu mạnh hơn nữa, cũng có thể là quân cờ trọng yếu nào đó, sẽ có ảnh hưởng lớn đối với cục diện trong tương lai. Mặc dù cậu cũng tài giỏi, nhưng anh ta không nhất thiết phải là đối thủ của cậu. Đường Tuấn cũng không phủ nhận, từ trên người đạo nhất anh có thể cảm nhận được loại khí tức vô cùng cường đại. Loại khí tức này vô cùng đặc biệt, giống như không nên tồn tại trên thế gian. Chu Tước Thần Quân. Hơn 10 cường giả cảnh giới thần quân của quân phản loạn tụ tập cùng một chỗ, đồng thời cung kính nói. Tuy rằng họ không rõ làm sao Chu Tước Thần Quân có thể trở thành tướng lĩnh bên mình, nhưng họ vẫn biểu hiện sự kính trọng. Hơn nữa hôm nay nếu như không có Chu Tước Thần Quân ở đây, họ có lẽ đều sẽ chết. Chu Tước Thần Quân nói, trở về nói cho ma thần, đồng ý với họ, tôi sẽ làm được. Bây giờ tôi đã lấy được tinh thần chi tâm, trận chiến này không cần tiếp tục nữa, các anh có thể rút quân. Rất nhiều cảnh giới thần quân của quân phản loạn gật đầu.
chúng ta cũng đi thôi. Pháp lực của Chu Tước Thần Quân cuốn lấy Đường Tuấn, cũng biến mất ở trong táng tinh cổ địa. Khi cảnh vật trước mắt dần dần rõ ràng, Đường Tuấn phát hiện mình đang ở trong một tòa cung điện, trên những cây cột xung quanh cung điện đều khắc lên những con chim Chu Tước sống động như thật. Đây là thần triều Chu Tước sao? Đường Tuấn phục hồi lại tinh thần, nơi trước mắt chính là trong thần triều của tinh vực Chu Tước. Chương 2998, hy vọng đối thủ không tiêu diệt chúng ta. Trong lòng anh rung động, từ táng tinh cổ địa đến tinh vực Chu Tước, cho dù dùng truyền tống trận, cũng mất đến vài ngày. Nhưng bây giờ trong nháy mắt đã có thể tới. Chu Tước Thần Quân như nhìn ra suy nghĩ của Đường Tuấn, cười nói chuyện này có là gì? Chờ cậu đến Thần Quân, lĩnh ngộ Đại Na Di Thần Thông có lẽ còn có thể đạt tới trình độ xa hơn. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi, nói, Đại Na Di Thần Thông. Chu Tước Thần Quân nói, đây là bản lĩnh đè đáy hòm của các thần quân, khi cậu đạt đến cảnh giới thần quân, cậu sẽ biết. Ông ta nhìn Đường Tuấn, nhíu mày, nói, chắc chắn cậu đã từng tiến vào thế giới nhỏ do tôi sáng tạo, được truyền thừa của tôi. Nhưng tại sao bây giờ vẫn chưa đạt được động hư cảnh trung kỳ? Dương Tuấn cười khổ, anh nói thật mọi chuyện xảy ra trong thế giới nhỏ cho Chu Tước Thần Quân nghe. Chu Tước Thần Quân nghe xong trở nên phẫn nộ. Nói, hai khí linh dám cãi lời mệnh lệnh của tôi, tự tiện làm việc. Cậu đợi một chút. Tinh thần lực từ trong mi tâm của ông ta trào ra, xâm nhập trong hư không. Dù sao Chu Tước Tiên Cung vẫn là thế giới nhỏ, đều do Chu Tước Thần Quân sáng tạo ra, có liên quan vô cùng chặt chẽ với ông ta. Ở trong hư không, không biết ở khoảng cách như thế nào, Chu Tước Tiên Cung lẳng lặng bồng bềnh. Hai vị khí linh đứng ở trên quảng trường, nhìn Khương Thuần đang tu luyện. Trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Khí linh mặc đồ lam cười nói, tuy ngoài miệng Khương Thuần nói hơi ác ý, nhưng không hổ là thần thánh trời sinh, nhanh như vậy đã có thể ngưng luyện thế giới nhỏ. Trong vòng 50 năm có lẽ anh ta có thể trở thành thần quân. Khí linh mặc đồ đỏ cũng cảm thấy hài lòng đối với tiến độ của Khương Thuần, nói anh ta ưu tú hơn tên nhóc kia. Khí linh mặc đồ lam cười nhạo nói, đó là điều đương nhiên. Nếu mà đổi thành tên nhóc kia, chỉ sợ ngay cả động hư cảnh đỉnh phong cũng không đạt được. Ha ha, còn nữa, anh ta có khi bây giờ đang bị vây ở thế giới nhỏ, thật là đáng thương mà. Nếu thần quân còn sống, ông ấy biết quyết định của hai chúng ta cũng sẽ không nói gì đâu. Khí linh mặc đồ đỏ khẽ gật đầu. Vào lúc này Khương Thuần đã dừng tu luyện, so với ngày đó rời khỏi thế giới nhỏ khí tức bây giờ của anh ta đã cường đại gấp mấy lần. Một thế giới nhỏ ở phía sau anh ta như ẩn như hiện trong hư không. Không sai, hiện giờ Vạn Tiên Hội đang tổ chức ở Trung ương Ngân Hà, thực lực của anh bây giờ rất có hy vọng tiến vào top 10. Khí linh mặc đồ lam khen ngợi. Khương Thuần ngạo nghễ cười, cảm thấy rất hài lòng vì tu vi của mình tiến bộ. Đường Tuấn, tuy rằng trong lúc vô ý tôi có được cơ duyên thuộc về anh, nhưng ai bảo tôi ưu tú hơn anh chứ? Ha ha ha, anh cũng đừng trách tôi. Chờ tôi tu luyện thành thần quân, sẽ mang anh ra khỏi thế giới nhỏ. Đến lúc đó có thể dùng hai khí linh này đánh một trận, để anh hết tức giận. Khương Thuần thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, phiến hư không của Chu Tước Tiên Cung bỗng nhiên chấn động. Một bàn tay to lớn màu bạc từ trong hư không vươn về lướng tiên cung. Khí linh mặc đồ lam thấy thế thì quát lớn, ai dám làm cản ở đây. Ông ta và khí linh mặc đồ đỏ cùng nhau thúc giục tiên cung. Trong tiên cung, từng tòa đại trận liên tục sáng lên, pháp lực đáng sợ tràn ra. Nhưng lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng, hư, lạnh, bàn tay to kia lật một cái, tất cả trận pháp quang mang trong tiên cung đều bị dập tắt, trở nên yên lặng. Bàn tay to lớn màu bạc ấy nắm toàn bộ tiên cung trong lòng bàn tay, giống như nắm lấy một món đồ chơi. Thôi xong rồi. Chương 2999. Không gian đột nhiên biến đổi. Khi hai vị khí linh và Khương Thuần phục hồi tinh thần thì phát hiện Chu Tước Tiên Cung đã xuất hiện thêm một tòa cung điện vô cùng lớn trên không. Vốn dĩ Tiên Cung có uy năng to lớn bây giờ lại lẳng lặng lơ lửng. Tất cả trận pháp đều bị bàn tay to lớn màu bạc phong ấn. Lúc này, Tiên Cung giống như vật chết. Hai khí linh đứng ở quảng trường Tiên Cung, nhìn xuống quần thể cung điện phía dưới. Trong ánh mắt hai người vẫn còn sự kinh ngạc và hoảng sợ. Bỗng nhiên, hai khí linh ở phía dưới cung điện quần thể thấy được một bóng người quen thuộc. Khí linh áo lam đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ, quát, Đường Tuấn, anh dám mời người ra tay giam giữ tiên cung sao? Tôi chỉ tước đoạt tư cách truyền thừa của anh,
thế nhưng anh lại làm ra loại chuyện này. Không ngờ lòng dạ anh hẹp hòi như vậy, tôi cảm thấy trước kia quyết định như vậy đúng là chính xác. Khí Linh mặc đồ đỏ sắc mặt tái mét, bất mãn nói, anh cũng biết tòa tiên cung này là bao nhiêu tâm huyết của Chu Tước Thần Quân, ông ấy vô cùng quý trọng nơi này. Vậy mà anh hợp tác với người ngoài để ra tay với tiên cung, anh quá đáng vừa thôi. Đường Tuấn câm lặng, không có ý định giải thích với hai khí linh này. Trước đây, hai khí linh đã có thành kiến với anh rất sâu, bây giờ có giải thích cũng chỉ là vô ích. Khí Linh mặc đồ lam thấy Đường Tuấn im lặng thì cho rằng anh bị mình nói trúng, giận dữ mắng, anh làm như vậy sao có thể xứng đáng với Chu Tước Thần Quân. Cho dù phải hủy diệt tiên cung, tôi cũng sẽ không để tiên cung rơi vào tay anh. Thâm Lam, ngay cả tư cách người nhận truyền thừa ta lựa chọn, anh cũng dám tự ý lấy đi, anh còn dám nói lời này. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Một bóng người xuất hiện bên cạnh Đường Tuấn, người kia chậm rãi ngẩng đầu, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của hai khí linh. Thần Quân, chủ nhân, hai khí linh giật mình, cùng nhau cất tiếng chào. Khí Linh mặc đồ lam thất thần giây lát, nhưng sau đó không ngừng lắc đầu. Tức giận nói, không thể như thế được. Thần Quân đã chết rồi, người này là giả mạo. Đường Tuấn, vì muốn có được tiên cung mà anh lại sử dụng thủ đoạn đê tiện như vậy, thật sự quá vô sỉ mà. Đường Tuấn cười lạnh, nói, ông nên nhìn kỹ lại đi. Chu Tước Thần Quân quát, đủ rồi. Ông ta đưa tay về phía Chu Tước tiên cung. Tiên cung không ngừng thu nhỏ lại, rơi vào trong tay ông ta, chỉ trừ lại hai vị khí linh và Khương Thuần ở bên ngoài. A. Ông ấy thật sự là Thần Quân. Sau lưng Khương Thuần, một tên thiết côn lộ đầu ra, chính là Kinh Thiên Côn. Chương 3000. Nó nhìn hai vị khí linh đang ngỡ ngàng không nói nên lời, trêu tức nói, lần này hai kẻ thối tha các người sẽ phải chịu trừng phạt. Chủ nhân. Hai khí linh ngạc nhiên, chậm rãi phục hồi tinh thần. Lúc này họ không còn bất kỳ hoài nghi nào đối với thân phận Chu Tước Thần Quân. Có thể tự nhiên nắm tiên cung trong tay như vậy. Chỉ có một mình Chu Tước Thần Quân luyện chế tiên cung làm được mà thôi, hai khí linh như họ cũng làm không được. Thâm Lam, Hồng Liên, ta bảo hai người các anh bồi dưỡng truyền nhân cho ta. Tại sao hai người tự ý làm bậy, cướp đoạt tư cách truyền nhân mà ta chọn lựa? Bây giờ hai người còn muốn ra tay giết người đó. Hai người có tin bây giờ ta giết chết hai người để luyện chế hai vị khí linh khác? Lời nói lạnh như băng của Chu Tước Thần Quân vang lên bên tại hai khí linh. Tuy Đường Tuấn không nói cho ông ta biết tất cả mọi chuyện, nhưng ông ta vừa nắm tiên cung trong tay, là biết được hành động của hai khí linh. Việc này làm cho ông ta càng thêm phẫn nộ. Lúc Đường Tuấn rời khỏi thế giới nhỏ của mình, ông ta mới cảm ứng được hơi thở của Đường Tuấn, nên mới âm thầm bảo vệ anh. Hai khí linh oán hận nhìn Đường Tuấn, rồi cung kính nói với Chu Tước Thần Quân, chủ nhân, truyền nhân ngài lựa chọn tuy là anh ta, nhưng chúng tôi cảm thấy thiên phú của anh ta kém Khương Thuần rất nhiều. Nên mới tước đoạt tư cách của anh ta. Hơn nữa lòng dạ người này hẹp hòi như thế, không thích hợp làm truyền nhân của chủ nhân. Ông ta cảm nhận được trình độ khí thức của Đường Tuấn, châm chọc nói tiếp, chủ nhân, tu vi hiện giờ của anh ta chưa tới động hư cảnh trung kỳ, mà Khương Thuần đã là đỉnh phong động hư cảnh, thậm chí đã ngưng luyện thế giới nhỏ. Hai người, ai mạnh ai yếu, chẳng lẽ chủ nhân nhìn không ra sao? Chu Tước Thần Quân nghe vậy, khí lạnh trên mặt càng thêm nồng đậm. Ông ta nói, anh là đồ tầm nhìn hạn hẹp. Tuy Đường Tuấn không nói nhưng Chu Tước Thần Quân đã sớm nhìn ra Đường Tuấn đã ngưng luyện thế giới nhỏ. Mà Đường Tuấn có thể giết chết hổ tử của hổ tộc thiên kiêu này, sức mạnh có thể tưởng tượng được. Thâm Lam cắn răng nói, chủ nhân, nếu không như vậy đi, để cho hai người họ đánh một trận. Nếu như Khương Thuần thắng, vậy tôi hy vọng chủ nhân không nên truy cứu lỗi lầm của hai chúng tôi tự tiện quyết định. Nếu Đường Tuấn thắng, chúng tôi mặc cho chủ nhân xử lý. Chu Tước Thần Quân cười nói, nếu các anh đã cố chấp như vậy, vậy các anh nhìn đi. Ông ta nhìn Khương Thuần, trong mắt như có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt, nói chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà có thể thánh pháp chiến đấu của tôi đến tầng thứ 6, cậu có thể được coi là thiên tài, khó trách hai người họ lựa chọn cậu. Lời nói vừa rồi của họ, cậu nghe rồi đấy, hãy dốc toàn lực đánh một trận, nếu không cậu cũng sẽ chết. Khương Thuần dùng mình, nặng nề gật đầu. Chu Tước Thần Quân lúc này mới nhìn Đường Tuấn, nói, đi đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 3000.